Em xin chào các cô chú anh chị em các bạn. Hôm nay thì Ngọc sẽ chia sẻ những cái điều gì là tốt mà có thể đến sau khi mình hiến máu đó, hay là với cái việc làm có ý nghĩa của mình là việc hiến máu đó. Thì dĩ nhiên cái người mà nhận được máu của mình thì dĩ nhiên là cái lợi ích rõ ràng mình thấy rồi. Nhưng cái điều Ngọc muốn chia sẻ ở đây để mà động viên các cô chú anh chị em mình, nếu như ai mà đã nghĩ tới, có suy nghĩ về cái vấn đề hiến máu thì nên làm, nếu như mình có thể làm được cái điều đó. Nó vẫn có một số cái điều tốt mà người đi hiến máu có thể đem đến cho người đi hiến máu, cho nên thành ra là Ngọc muốn chia sẻ để mà động viên mọi người. Nếu làm được thì nên làm. Ngọc có viết ở trên đây cái thống kê của cái cơ quan mà Hội Thập Đỏ của Mỹ đó. Ngọc biết có một số cô chú anh chị em ở Việt Nam cũng có theo dõi cái kênh của Ngọc, thì thật sự cái thông tin mà ở bên Việt Nam thì Ngọc nghĩ là Ngọc không có thể nào mà có cái thông tin chính xác. Tuy nhiên Ngọc nghĩ nếu như những cái thông tin mà của cái Hội Thập Đỏ mà của Mỹ á, mà nói ra thì Ngọc nghĩ là có thể rằng ở bên Việt Nam thì nó cũng tương tự như vậy. Thì cứ mỗi 2 giây, tức là 2 second, mỗi 2 giây thôi thì có một người cần cái sự hiến máu, tức là cần gọi là truyền máu đó. Tức là mỗi 2 giây thì các cô chú anh chị em có thể thấy được rằng cái sự cần thiết nó rất là cao trong cái vấn đề mà cần người hiến máu. Và mỗi lần mà mình hiến máu đó, cứ mỗi lần hiến máu, trong cái video mà Ngọc làm về những cái chuyện mà mỗi cái cách hiến máu như thế nào đó, thì Ngọc sẽ nói rõ chi tiết hơn. Nhưng ở đây khi mà Ngọc nói tới mỗi lần hiến máu mà có thể cứu được đến 3 người, tức là khi Ngọc nói tới cái vấn đề mà hiến máu mà coi như là hiến toàn bộ, nó gọi là whole blood đó, thì có thể là cứu đến được 3 người. Tại vì khi người ta lấy cái máu tổng quát của mình và sau khi đó người ta có thể gọi là lựa chọn ra những cái gì đó đó, thì trong cái video mà nói về cái cách hiến máu đó thì Ngọc nói rõ chi tiết trong đó, còn đây Ngọc chỉ nhắc sơ thôi. Thì mỗi lần mình hiến máu mà hiến toàn bộ máu, tức là whole blood á, thì mình có thể cứu đến 3 người. Thì đó là một cái điều mà các cô chú anh chị em có thể thấy được rằng là cái việc làm đó của mình nó rất là có ý nghĩa và nó rất là cần thiết dựa trên cái thông tin này đó. Thì đối với người mà nhận cái máu của mình á, rõ ràng là rất là tốt rồi, coi như là cứu mạng mà. Nhưng đối với người đi hiến máu thì những cái điều tốt gì, cái lý do mà Ngọc dùng cái chữ điều tốt chứ Ngọc không dùng cái chữ lợi ích. Ví dụ tiếng Anh thì dùng chữ benefit thì mình hiểu cái nghĩa nó, nhưng mà khi dịch ra tiếng Việt cái chữ mà benefit mà nó dịch rõ ràng ra tiếng Việt thì người ta dùng cái chữ lợi ích. Thì thực sự Ngọc muốn tránh cái chữ lợi ích đó ở đây. Cái lý do là vì Ngọc nghĩ rằng cái điều mà mình làm đó đó nó cao cả. Thành ra khi mà Ngọc dùng cái chữ lợi ích đó giống như là cái điều mà mình hưởng cái lợi ích từ đó, thì tự nhiên Ngọc thấy Ngọc không có thích dùng cái từ đó mà Ngọc dùng cái điều tốt. Tại vì cái điều mà mình làm đó nó có ý nghĩa, mình đem gọi là mình cứu mạng mà, cho nên thành ra cái ý nghĩa đó nó cao cả hơn những cái dùng. Khi Ngọc dùng cái từ lợi ích đó thì có thể là mình hưởng lợi từ đó, thì tự nhiên Ngọc nghĩ Ngọc không thích dùng cái từ đó mà Ngọc dùng cái chữ điều tốt đó, thì Ngọc nghĩ nó có ý nghĩa hơn trong cái việc làm này của mình thay vì dùng cái chữ lợi ích, cho nên thành ra Ngọc viết cái chữ là điều tốt. Thì những cái điều tốt gì mà nó có thể sẽ đem đến cho cái người mà đi hiến máu thì Ngọc liệt kê tóm tắt ngắn gọn ở trên cái bảng này đây, thì các cô chú anh chị em mình có thể tham khảo. Nếu như những cái thông tin mà Ngọc viết ở đây đó mà có những cái gì, tại vì như Ngọc đã chia sẻ là
nó có rất là nhiều cái thông tin. Có thể mỗi cái này Ngọc đi sâu vào chi tiết thì nó có rất là nhiều thông tin. Thì nếu như các cô chú anh chị em đó mà có những cái điều gì mà cụ thể mà muốn hỏi Ngọc á, thì cứ nhắn tin cho Ngọc, thì Ngọc sẽ giúp để mà giải thích cho rõ ràng hơn. Nhưng mà với cái video Ngọc không muốn nó quá dài, thành ra Ngọc chỉ tóm tắt ngắn gọn trong cái gọi là cái cụ thể, những cái chi tiết mà cần thiết nhất để mà mình hiểu cái vấn đề. Thì cái điều tốt thứ nhất là khi mà mình đi tới mà mình hiến máu đó, tại vì để cho người ta có thể dùng được cái máu của mình hay không thì người ta phải đi qua một số cái chi tiết kiểm tra. Thứ nhất là người ta phải biết chắc chắn là mình khỏe mạnh, mọi thứ về mình, cơ thể mình khỏe mạnh tốt để mà người ta có thể lấy được cái máu của mình. Tại vì mình làm đó là một cái việc tốt, nhưng mà cái cơ thể mình phải tốt thì cái máu của mình mới tốt, thì mới làm được cái chuyện đó theo như cái ý nghĩa mà mình mong muốn đó. Thì khi mà để xác định được là cơ thể mình tốt thì người ta làm những cái vấn đề kiểm tra như là tim của mình, huyết áp của mình như thế nào. Và cái điều rất là quan trọng là cái hemoglobin này. Cái hemoglobin này là cái mà nói về cái liên quan tới cái hồng cầu đó, tức là cái khả năng mà cái hồng cầu của mình nó có thể truyền tải, đem cái khí oxy tới cho cái tế bào, cho cái cơ thể mình để mà sống hay là không, là cái hemoglobin đó. Thành ra người ta kiểm tra hết những cái mà gọi là cái sức khỏe tổng quát của mình đó. Và đặc biệt khi vào máu thì có cái vấn đề là hemoglobin, để người ta coi thử mình có khỏe mạnh, hay là cái chất, nôm na là cái chất lượng máu của mình đó nó tốt hay là không đó. Thì đó coi như là một cái vấn đề mà mình được kiểm tra sức khỏe của mình. Đó là một cái điều tốt. Điều thứ hai, ngoài cái vấn đề sức khỏe của mình rồi đó, thì có một số bệnh mà nó truyền nhiễm qua cái đường máu đó. Thì đôi khi có thể mình nó chưa có xuất hiện ra, ví dụ như mình bị nhiễm nhưng mà nó chưa có xuất hiện ra, gọi là nó chưa tới cái mức độ trầm trọng để mà mình cảm thấy những cái triệu chứng mà mình biết là mình bị bệnh hay là không. Nhưng mà mình bị nhiễm ở trong cái máu của mình rồi đó, và nó chỉ chờ cơ hội khi nào cái cơ thể mình yếu đi đó, hay là cái hệ thống miễn nhiễm của mình mà yếu đi á, thì nó sẽ xuất hiện, nó sẽ quấy tác lên đó. Cho nên khi mà mình đi, tại vì cái mục đích là người ta cũng kiểm tra cái máu mình có những cái mầm bệnh này kia hay không, cho nên thành ra coi như là người ta là kiểm tra máu cho mình luôn vậy đó. Thì một số bệnh mà đôi khi mình, như Ngọc đã nói, là nó chưa có những cái triệu chứng xảy ra để cho mình thấy, nhưng mà mình đâu có bao giờ kiểm tra nó. Mà khi mình đi tới mình hiến máu thì người ta kiểm tra những cái vấn đề đó cho mình. Thì đó là một cái điểm mà Ngọc thấy rất là tốt. Thì những cái Ngọc viết ra đây, những cái bệnh mà gọi là bị viêm nhiễm mà nó đi qua bằng cái đường máu đó, và thường nó ở trong máu, thì khi mà người ta kiểm tra, người ta thấy có những cái dấu hiệu này thì người ta sẽ báo cho mình biết, Ngọc đã đi qua cái việc này rồi, cho nên thành ra Ngọc nói, có thể nói là một cách gọi là cụ thể hiểu về cái vấn đề này. Nhưng mà Ngọc viết ra đây tất cả những cái bệnh mà khi mình đi tới hiến máu thì người ta sẽ kiểm tra sau khi người ta lấy máu mình rồi đó. Thứ nhất là người ta kiểm tra sơ về cái vấn đề tim huyết áp này kia của mình, tức là gọi là cái sức khỏe tổng quát của mình, thấy mình có bình thường hay không. Cũng như trong cái ngày mà khi mình đi tới đó, người ta sẽ xin nhìn cái sắc diện của mình để coi mình có khỏe hay không. Chứ không phải nếu như người ta cảm thấy mình mệt mỏi hay có, hoặc là như cái nhiệt độ cơ thể nữa, tức là đại khái là mình có những cái dấu hiệu gì mà mình không khỏe, không có nhất thiết là mình bị bệnh, nhưng ví dụ ngày đó vì cái vấn đề gì đó mà ví dụ như cái nhiệt độ cơ thể mình có thể là nó cao hơn bình thường, nó không bình thường. Đại khái là mọi thứ trong cái ngày mà mình đi tới mình hiến máu đó, nó phải ở cái gọi là cái tình trạng tốt. Tại vì nếu như mà cái nhiệt độ của cơ thể của mình mà nó nóng lên như này kia không tốt, là fever đó, thì có thể là có cái đó là cái triệu chứng cho cái việc mà mình bị viêm nhiễm hay cái gì đó.
đó, mà nó mới xảy ra, nó chưa có ở trong tình trạng nặng đó. Cho nên thành ra sau khi người ta kiểm tra những cái gọi là cái dấu hiệu sức khỏe tổng quát của mình và người ta thấy mọi thứ bình thường rồi đó, thì sau đó người ta mới lấy máu. Và khi lấy máu rồi thì người ta sẽ làm những cái thí nghiệm để mà người ta kiểm tra là cái máu của mình có mang những cái mầm bệnh này hay là không. Thì Ngọc viết tóm tắt ra đây đó. HIV thì các cô chú chị em đã biết về gan, và nhất là cái này Ngọc thấy người Việt Nam mình là hay bị, nhất là các người Việt Nam mình mà đi qua di dân qua đây đó, mà hồi xưa ở Việt Nam đó mà có dính dáng tới những cái vấn đề mà truyền máu hay tiêm máu kim rồi này kia đó, thì thường mình hay bị cái vấn đề mà viêm gan gọi là hepatitis B and C đó. Tại vì do cái vấn đề, Ngọc thì không có rành lắm, nhưng mà ông xã Ngọc thì nói chung là cũng có ở trong cái ngành về y khoa khi ở Việt Nam, thì ảnh nói thường cái vấn đề này rất là nhiều, là cái viêm gan ở Việt Nam nó đôi khi không nhất thiết là mình bị viêm nhiễm nặng, nhưng mà vì cái vấn đề mà tiêm hay lấy máu hay này kia, những cái vấn đề mà về vệ sinh mà giữ cho những cái kim, cái đồ mà sử dụng trên bệnh nhân đó, đôi khi ở Mỹ này hoàn toàn không có kim đồ gì mà chích vào người bệnh nhân, đều là mới hết chứ không có tái sử dụng lại. Nhưng mà ở Việt Nam á, mà nhất là trong cái giai đoạn hồi xưa đó, là lúc đó khó khăn đó, thành ra thường á là người ta lấy cái kim và người ta sát trùng rồi người ta dùng lại trong bệnh nhân, thì đôi khi cái quá trình sát trùng đó làm không được cẩn thận mà nó lại gọi là lây lan một số bệnh, mà nhất là cái bệnh mà về viêm gan thì rất xảy ra rất là nhiều đó. Thì đó là cái đối với người Việt Nam mình, cũng như cái vấn đề sốt rét hay là malaria đó. Và cái bệnh giang mai, cái bệnh giang mai này là cái bệnh mà nó là truyền nhiễm, mà trong cái vấn đề mà quan hệ tình dục mà truyền nhiễm qua bằng đường máu đó. Cũng như cái bệnh này, brucellosis này á, thì là một cái bệnh mà thường nó hay ở trong mấy cái động vật, gọi là mấy cái con mà động vật như trâu, bò, heo hay những súc vật đó, đại khái là súc vật đó. Nhưng mà nếu như mình có cơ hội mà tiếp xúc với nó này kia thì đôi khi nó cũng có lây lan qua mình một số cái bệnh về cái này, và nó truyền qua bằng máu, cũng như cái trypanosoma cruzis này á, là một cái dạng mà ký sinh trùng mà nó cũng hay gọi là viêm nhiễm đến con người và súc vật cũng có nữa. Và cái này thì Ngọc nghĩ chắc các cô chú anh chị em biết là cái West Nile virus này, hay là cái thường mình hay nghe cái tên thông dụng nó là bird flu đó, tức là bệnh mà về gọi là gì đó, cúm chim đó, flu đó. Thì cái này là do mấy con mà nó tạo ra, nó truyền qua được là từ mấy con muỗi mà chích mình đó. Nhưng mà hồi xưa có một cái giai đoạn mà cách đây một thời gian cũng gần đây thôi đó, là nó bị qua mấy cái con chim, rồi con chim sau đó nó lại truyền tải qua con người đó, thì có một giai đoạn cái này cũng rất là mạnh xảy ra. Thì cái điều rất là hay, khi người ta lấy máu mình rồi thì người ta lại làm những cái kiểm tra cho những cái số bệnh này. Dĩ nhiên tùy theo trước khi mà mình đi vào, Ngọc trải qua là Ngọc biết, khi mình đi vào người ta không có phải kiểm tra, người ta lấy máu liền, mà người ta trước khi mà vào lấy máu đó là mình ngồi xuống và người ta sẽ về, như Ngọc ở Mỹ, Ngọc làm Mỹ, Ngọc không có chưa bao giờ làm Việt Nam, thì có mình sẽ vào trong cái phòng, mình ngồi một mình của mình trong đó, và sẽ có lên những cái câu hỏi. Hỏi là thứ nhất là mình có đi ra ngoài Mỹ trong cái thời gian gần đây hay không, mình có hay bị bệnh, đại khái là những cái câu hỏi mà để cho biết được là mình có cái nguy cơ sẽ bị viêm nhiễm những cái bệnh gì. Ví dụ mình đi du lịch, mình đi tới những cái vùng nào nó hay có sốt rét, nó có những cái bệnh truyền nhiễm gì đó mà hay xảy ra ở vùng đó, thì trong thời gian gần đây mình có đi tới những cái chỗ đó hay là không, để mà người ta có thể hiểu được rằng dựa trên những cái câu trả lời của mình đó mà người ta có thể xem thử là nên làm cái gì. Đó là những cái điều mà Ngọc phải ngồi xuống Ngọc làm, trả lời những cái câu hỏi đó hết, rồi trả lời xong xuôi rồi đó đó thì người ta mới nhìn vào đó, rồi thêm vô là người ta kiểm tra tình trạng sức khỏe của mình, rồi lúc đó người ta mới lấy máu của mình, chứ không phải tới đó là người ta
lấy máu của mình liền đó. Thì Ngọc muốn chia sẻ như vậy, tại vì Ngọc đã trải qua, thành ra Ngọc muốn nói lại cái tình tự chi tiết như vậy. Và thì đó là một số bệnh mà người ta sẽ làm kiểm tra để người ta kiểm tra cái chất lượng máu của mình, tại vì người ta không muốn mình đi làm hiến máu là một cái việc làm tốt, nhưng mà người ta cũng không muốn á, là cái máu mình không tốt thì lại gây bệnh cho người khác, thì đó cũng là một cái vấn đề như là hai chiều, cho nên thành ra người ta phải kiểm tra. Và cái điều này rất là quan trọng đối với người đi hiến máu nè, là nó giúp giảm huyết áp và nó giúp là cái giảm cái nguy cơ mà bị nhồi máu cơ tim hay là heart attack, cũng như cái vấn đề mà tai biến hay là stroke. Thì cái lý do là như thế nào thì Ngọc giải thích nôm na sơ sơ ngắn gọn, tức là cái lý do là nó do nó giảm cái một số cái chất mà ở trong máu như là cái hemoglobin cũng như là cái chất sắt. Theo như thống kê thì khi mà cái lượng sắt này á, trong cơ thể Ngọc nghĩ chắc các cô chú anh chị em mình cũng có nghe thỉnh thoảng là nếu như mà cái lượng sắt mà nó nhiều trong cơ thể mình quá thì nó không tốt đó. Thì đó là một lý do mà trong khi Ngọc chia sẻ về cái video mà nói về sắt đó, mà sắt mà mình ăn, những cái chất sắt mà mình ăn mà từ thực vật đó mà có máu rồi đó, thì mình ăn cái đó nhiều, cái lượng sắt nó vào trong cơ thể của mình mà nó không có bị được điều tiết đó, thì đôi khi cái nguy cơ mà mình bị nhiều sắt quá nó cũng không có tốt. Và theo những cái thống kê thì nếu như mà nhiều sắt quá trong cơ thể thì nó sẽ dẫn đến tăng cái nguy cơ mà bị tai gọi là nhồi máu cơ tim. Còn nói về cái hemoglobin, tức là cái chất này đây, tức là khi hemoglobin mà nó thấp đó thì nó cũng không tốt, tại vì nó làm cho cái vấn đề mà truyền đem cái khí oxy cho tới tế bào để mà giúp cho tế bào làm việc đó hay là sống đó, thì nó yếu đi thì cũng không tốt. Nhưng mà có một số bệnh gọi là bệnh di truyền đó, thì nó cũng làm cho cái chất hemoglobin này ở trong máu nhiều. Và khi nó nhiều thì nó làm cho cái độ đông đặc. Tại vì các cô chú anh chị em nhớ là trong cái video trước mà Ngọc có chia sẻ với những cái thành phần của máu đó, thì cái hồng cầu nó chiếm tới 45% của cái máu luôn, đúng không? Thành ra mà cái hemoglobin là nó gắn liền với cái hồng cầu. Thành ra nếu như cái lượng mà hemoglobin này mà nó cao quá đó, thì nó làm cho giống như cái máu mà cái sự đông đặc của máu nó cao quá, thì khi nó cao quá cái đó nó dễ dàng dẫn tới cái vấn đề mà blood clot, tắc nghẽn đó, thì đó cũng là cái nguy cơ mà làm tăng nguy cơ về cái nhồi máu cơ tim hay là cái bị tai biến hay stroke đó. Cho nên thành ra khi mà mình hiến máu đó thì mình cái lượng đó nó giảm đi, giống như nó giúp mình giảm đi những cái nguy cơ đó. Và khi nói tới đây thì Ngọc muốn nói một chút xíu là giữa đàn ông với đàn bà, những cái điều này á nó tốt cho đàn ông nhiều hơn đàn bà, nhất là phụ nữ mà ở cái giai đoạn mà vẫn còn cái kinh nguyệt hàng tháng đó. Tại vì cái kinh nguyệt hàng tháng của mình đó là một cái cách mà tự nhiên để cho cơ thể người phụ nữ bỏ đi, coi như là mất đi cái lượng máu đó, thì nó giúp điều hòa điều chỉnh lại một cách tự nhiên cái lượng mà hemoglobin với là cái chất sắt ở trong cơ thể của mình đó. Dĩ nhiên khi mà nói tới cái vấn đề mà mất máu đó thì cũng đồng nghĩa đôi khi ví dụ như mình ăn uống không đầy đủ này kia thì mình cũng có thể mất đi cái lượng sắt, nếu như mà mình không có nhiều lượng sắt hay là mình thiếu cái lượng sắt bắt đầu cơ thể mình đã như vậy rồi đó. Thành ra nó cũng đồng với hai nghĩa. Nhưng mà nếu như với một cơ thể khỏe mạnh, ăn uống đầy đủ và khỏe mạnh đều đặn đó, thì người phụ nữ khi mà ở trong cái chu kỳ mà gọi là khi mà cái vấn đề mà còn tháng đó, tức là chu kỳ kinh nguyệt hàng tháng đó, thì đó là một cách tự nhiên để giúp cho cái cơ thể, hay là nói nôm na là hồi xưa Ngọc có nghe mà mẹ Ngọc hay các cô mà lớn tuổi đã hay nói đổi máu, tức là khi mình đi qua cái chuyện mà sinh đẻ
hoặc là như là chu kỳ hàng tháng đó thì mình mất máu, thì các cô cho cô hay dùng cái chữ là đổi máu, thì nó cũng có cái nôm na ý nghĩa là như vậy, tức là nó giúp cho cái cơ thể của mình nó thay đổi đó, để giống như là nó bỏ đi cái máu cũ đó và nó tái tạo, nó làm lại những cái máu mới mà gọi là tốt hơn, và là có thể nói là dùng cái chữ sạch sẽ hơn, nôm na ý là như vậy. Thì cái điều này á, phụ nữ là với cái những cái mà quá trình tự nhiên như vậy thì nó đã giúp cơ thể cân bằng, nhưng mà đối với đàn ông không có vấn đề đó, cho nên thành ra cái vấn đề mà hiến máu, mà nhất là hai cái chuyện này thì nó giúp rất là nhiều đối với người đàn ông đó. Và dĩ nhiên khi mình làm một cái việc gì, hiến máu là một cái việc làm mà Ngọc nghĩ rất là ý nghĩa, nói tới hai cái chữ cứu người thì thật sự đó là cái lý do mà tại vì sao Ngọc rất muốn làm cái chuyện này. Tại vì đôi khi mình nghĩ mình cứu người, mình làm sao mình cứu người, cái đó là cái sinh mạng mà nó rất là quý giá, rất là quan trọng. Ngọc không cần biết đó là ai, nhưng mà một khi mà giữa cái chuyện là gọi là sống chết thì cái vấn đó là cái vấn đề mà không thể nào là nói được là giá trị hay là không giá trị, thì Ngọc nghĩ như vậy. Đó là tại vì cái đó, cái vấn đề đó lẫn ở giữa cái sự sống chết đó, thì ở cái lúc đó cái chuyện chết không có thể nào là sống lại được đó, cho nên thành ra một khi nó xảy ra rồi không có cách nào để mà cứu hồi giảng hồi được, thành ra cái ngay từ cái mốc đó là nó rất là quan trọng. Thành ra khi mình dùng cái chữ, mình nghe cái chữ mà cứu mạng thì đối với Ngọc nó rất là thiêng liêng, nó rất là có ý nghĩa, cho nên thành ra Ngọc rất là động viên mình làm. Thì khi mà mình làm một cái việc làm có ý nghĩa thiêng liêng như vậy đó, thì tự nhiên mình cảm thấy good, rất là tốt, mình cảm thấy cái mục đích sống hay là cái mục đích mình được sinh ra trên cái thế gian này, Ngọc nghĩ nó có ý nghĩa hơn nhiều, đúng không? Đó là cái suy nghĩ của Ngọc, thực sự là như vậy. Cho nên thành ra khi mà nói tới cái chuyện mà cứu người là rõ ràng một cái điều mà nó rất là thiêng liêng và không dễ gì mình có thể làm được đó. Cho nên thành ra bằng cái việc hiến máu như Ngọc đã nói ở trên, nó có thể cứu được ba người, thì đó là một cái điều mà nó rất rất là, nếu như mình có thể làm được, trừ khi mình bệnh hoạn, mình không khỏe, cơ thể mình không cho phép mình làm điều đó. Còn nếu như làm được thì Ngọc thấy nó không có lý do gì mà mình không nên làm. Ngọc thấy như vậy, thì Ngọc rất là động viên các cô chú anh chị em mình, ai mà có suy nghĩ về điều đó thì nên làm. Nói chung là mình khỏe mạnh và mình nói chung là sức khỏe mình tốt, mà mình có cái điều kiện coi như là cơ thể mình ăn uống đầy kia, mình bồi bổ đó. Tại vì sau khi mình thực sự nó không có phải là cần bồi bổ gì một cách ghê gớm, phải là ăn thuốc bổ này kia, nhưng mà đại khái trong cái vấn đề ăn uống của mình đó, mình ăn uống tương đối đầy đủ chất đó, và cứ hàng ngày tự động cơ thể mình nó sẽ tự động nó lấy vào những cái gì nó cần thiết, như Ngọc chia sẻ trong rất là nhiều video, chỉ cần mình cung cấp cho nó cái nguồn thức ăn, mình ăn uống đầy đủ mọi thứ thì cơ thể mình nó cần gì nó sẽ lấy vào lại, và nó từ từ nó tái tạo lại, nó làm lại những cái gì mà đã đi ra đó, chứ không có nhất thiết là ồ mình phải bắt buộc phải làm vậy vậy không. Miễn sao những cái gì, cái cách của mình ăn uống mà đã khỏe mạnh rồi đó, hồi nào đến giờ thì mình cứ tiếp tục như vậy. Trong cái ngày mà mình khi hiến máu đó đó, khi mình về đó, thì ví dụ mình, tại vì mình mất một cái lượng máu trong người mình nó đi ra mà, thì dĩ nhiên đôi khi ví dụ mình cảm thấy hơi bị nhức đầu một chút, hay mình cảm thấy hơi xăm xoăn chút, cứ nằm nghỉ ngơi và ăn uống trở lại bình thường như cái mình đã làm trước đây, thì từ từ cơ thể mình nó phục hồi, nó không có phải quá lâu dài đó, nó chỉ trong cái ngày đó hay là vài tiếng đồng hồ sau đó thôi, chứ nó không có quá lâu dài đó. Tại vì thực sự trước khi mà người ta lấy máu này kia của mình đó, là người ta đã kiểm tra cái sức khỏe của mình rồi để mà biết rằng là mình có thể làm được điều đó đó. Chỉ có cái là lúc đó khi cơ thể mình đã mất ra một cái lượng máu như vậy thì đôi khi mình hơi bị chóng mặt hay là hơi bị gọi là nhức đầu một chút xíu, nhưng mà cái đó nó sẽ hồi phục lại. Dưới đây Ngọc có thể nói tới những cái vấn đề gì mà sau khi mình truyền máu xong rồi đó đó. Và rõ ràng khi mà mình làm một cái việc mà nó có ý nghĩa, việc tốt như vậy, và là cứu người mà, thành ra mình cảm thấy
cái mục đích sống, cái ý nghĩa của cuộc đời mình nó rất là hay, nó rất là đẹp, đúng không? Thì đó cũng là cái mà nó giúp cho cái giá trị, cái tinh thần của mình rất là phấn chấn, cảm thấy rất là tốt. Đó, thì nó cũng giải tỏa cái áp lực trong cuộc sống, nó giúp cho mình cảm thấy yêu đời tốt hơn. Nói chung là nó có cái ý nghĩa rất là tốt về cái mặt tinh thần cho mình. Thì cái điều đó là cái điều rất là tốt. Thì đi xuống dưới đây, Ngọc có nói lên, chỉ muốn chia sẻ tới là ai có thể hiến máu. Thì Ngọc viết những cái gọi là Ngọc có thể nghĩ rằng là chia sẻ, nó không có cụ thể cho từng trường hợp. Nhưng mà nếu như các cô chú và em trong cái video mà sau đó, Ngọc sẽ chia sẻ tới trong những trường hợp nào thì nó có những cái gì nó cụ thể hơn thì Ngọc sẽ chia sẻ thêm. Nhưng gọi là tổng quát là cơ thể khỏe mạnh, có sức khỏe và cái độ tuổi là từ 17 cho tới 65 tuổi. Và khi nói tới khỏe mạnh, tức là ngoài những cái bệnh là không bị bệnh, bị đồ không nói rồi, nhưng mà để mà một cái điều nữa mà để chứng tỏ mình khỏe mạnh đó, nghĩa là cái cân nặng của mình phải từ 110 pound là theo cái đơn vị của Anh, của Mỹ. Còn nếu như cái đơn vị của Việt Nam mình là 50 kg, tức là phải ở cái độ cân nặng như vậy trở lên thì mới có thể hiến máu. Còn cái lý do mà khi cân nặng mình nó không đủ như vậy đó thì có nghĩa rằng cơ thể mình có thể do cái vấn đề thiếu dinh dưỡng, phát triển không có được bình thường, hoặc là có một số cái vấn đề gì đó, đại khái là cơ thể không có được khỏe mạnh, thì người ta không muốn lấy máu. Tại vì sau khi người ta lấy máu á, thì cái cơ thể mình có thể là bị những cái vấn đề mà gọi là trầm trọng hơn, ảnh hưởng tới sức khỏe đó, thì cái điều đó lại là không tốt. Cho nên thành ra người ta sẽ không lấy máu của mình đó. Và thường hay bị tiểu đường hay là cao máu, thì các cô chú anh chị em sẽ hỏi, ồ nếu như tôi bị như vậy thì tôi có thể hiến máu hay là không? Thì hai cái bệnh mà Ngọc nghĩ là nó tương đối là phổ biến là cao huyết áp với lại là tiểu đường đó, thì có hiến máu được hay là không? Thì đối với tiểu đường, nếu như cái tiểu đường của mình đó mà nó ở trong cái tình trạng mà ổn định, tốt, không sao hết đó, tức là cái lượng đường của mình nó đang ở ổn định, mình dùng thuốc hay là mình dùng insulin, chích insulin đó, mà cái đại khái là mình vẫn đang điều trị tiểu đường, nhưng mà cái lượng đường của mình nó đang ở trong cái khoảng ổn định, chứ nó không có bị cao quá hay là thấp quá, đại khái là ổn định với cái thuốc men mà mình đang dùng, thì mình vẫn có thể hiến máu. Đó. Thì nếu như các cô chú chị em mà có tình trạng, cái trường hợp cụ thể của mình như thế nào, cứ gọi tới những cái trung tâm mà hiến máu mà gần ở chỗ mình đó, và mình có thể đặt câu hỏi gọi là cụ thể riêng cho cái trường hợp của mình, thì người ta sẽ trả lời. Tại vì thực sự người ta rất cần người hiến máu, thành ra người ta sẽ rất giúp cho mình tất cả mọi cái câu hỏi nào mà mình cần thiết hay mình cần hỏi, cần thắc mắc và được muốn trả lời đó, để mà mình có thể làm việc đó đó, người ta sẽ rất là tận tâm và rất là sẵn sàng đó mà trả lời những cái câu hỏi đó của mình, tại vì đó cũng là những cái điều mà người ta mong muốn. Và cao huyết áp vẫn có thể giúp mà coi như là hiến máu. Như Ngọc đã nói đây là nó, cái việc hiến máu nó có thể giúp giảm huyết áp. Thì nếu như mình bị cao huyết áp, đây là hai cái con số, khi mà các cô chú anh chị em mình mà đo huyết áp là thường mình có hai con số, đúng không? Con số ở trên và con số ở dưới. Thì miễn sao cái huyết áp của mình đó, với những cái thuốc men mình đang sử dụng đó, mà cái huyết áp của mình nó ở trong cái khoảng là cái con số mà ở trên đó đó, huyết áp của mình nó vẫn dưới 180, và cái con số ở dưới hay là cái con số thứ hai đó là nó ở dưới 100. Miễn sao cái huyết áp của mình với hai con số nó dưới hai cái con số này thì mình vẫn có thể
là hiến máu, không sao hết. Thì như Ngọc đã nói, nếu như các cô chú chị em có những cái thắc mắc gì cụ thể và muốn biết cho rõ ràng để mà mình có thể hiến hay là không, thì cứ gọi hoặc là có thể đi tới đó, người ta sẽ trả lời rất là rõ ràng. Tại vì người ta muốn cái điều đó, người ta muốn cho mình cảm thấy thoải mái và an tâm để mà người ta mình có thể làm cái việc làm có ý nghĩa như này. Tại vì một khi mình đang nghĩ tới cái vấn đề này, nghĩa là nói nôm na mình có cái tâm rồi, thì mình người ta sẽ cố gắng mọi điều có thể để người ta giúp cho mình trả lời những cái thắc mắc của mình, để cho mình có thể làm cái vấn đề này nếu như mình có thể làm được đó. Người ta cần nhưng mà người ta cũng muốn cho mình an tâm để mà làm cái vấn đề đó, chứ không có ai ép buộc gì ở đây hết. Tại vì cái đây là một cái sự dâng hiến tự nguyện của mình, rõ ràng nó là như vậy. Và sau khi hiến máu thì có những cái triệu chứng gì có thể xảy ra, thì như Ngọc đã nói ở trên, nó có thể làm cho mình hơi xăm xò một chút hoặc là nhức đầu một chút. Tại vì nói tóm tắt lại là nó có thể liên quan tới cái huyết áp của mình đó, tại vì mình lấy ra một cái lượng nước hay lượng máu ra khỏi cơ thể của mình đó, giống như là mình bị gọi là giảm nước rồi đó, mất nước trong cơ thể của mình, thì mình cũng có những cái triệu chứng đó. Thì nó tương tự giống như là như vậy. Thì thường khi mà những cái vấn đề này xảy ra, mình nằm nghỉ ngơi và ăn uống, trong cái video, những cái video sau Ngọc sẽ chia sẻ tới là nên làm những gì hay nên chuẩn bị những gì trước khi mình đi vào hiến máu, để nó giúp ngăn ngừa những cái chuyện này có thể xảy ra. Thì Ngọc sẽ chia sẻ cái vấn đề đó, tại vì cái video này Ngọc không muốn nó quá dài. Và như Ngọc đã nói rồi đó, mình cứ nằm xuống nghỉ ngơi và ăn uống trở lại bình thường, thì từ từ cơ thể mà nó hồi phục, nó chỉ trong cái vòng vài giờ đồng hồ nếu như là nhiều nhất thôi, chứ không có phải cả ngày. Riêng cái bản thân Ngọc của Ngọc, khi mà Ngọc làm cái gì đó, Ngọc xong rồi Ngọc không có cái vấn đề gì hết, không có cái vấn đề gì hết. Và thường sau khi mà người ta lấy máu Ngọc xong rồi đó, người ta cũng rất là cẩn thận, chứ người ta không có để mình mà ù cá đi về nhà liền, không có như vậy. Người ta vẫn để mình nằm ở trên cái ghế mà người ta lấy máu của mình đó, mình nằm mình nghỉ một chút, rồi sau đó từ từ mới bước xuống. Tại vì người ta cũng muốn ngăn ngừa cái vấn đề mà lỡ mình bị xăm xoa, mình té, mình ngã đó, người ta vẫn làm những cái động cái vấn đề đó để mà người ta ngăn ngừa những cái vấn đề không tiếc xảy ra, không có tốt xảy ra cho mình đó. Người ta kiểm rất là tốt trong vấn đề đó. Rồi sau khi mà người ta cảm thấy 50 phút sau rồi mình thấy mình bình thường, không có vấn đề gì đó, và người ta hỏi mình cảm thấy bình thường không có gì hết, thì lúc đó mình mới bước xuống đi ra. Và khi mình đi ra đó, người ta Ngọc nhớ, tại vì khi mà đi lại nói là khi mình còn ở trên đó đó, người ta đưa cái snack bar với nước cho mình uống liền, chứ không phải là tới khi mình đi ra đâu. Người ta đưa snack bar và cái nước uống cho mình uống ngay khi mình đang nằm ở trên cái ghế đó luôn. Rồi sau đó 5-10 phút người ta cảm hỏi mình là đã coi như là ok hay không, có cái vấn đề gì không đó. Người ta kiểm tra lại cuối cùng trước khi người ta cho mình đi về. Và khi mình đi ra đó, người ta cũng đưa thêm cho mình những cái snack bar, những cái đồ mà ăn gọi là nhẹ đó, để cho giống như gọi là giúp cho mình, cho mình một chút gì đó năng lượng đó, để mình trên cái đường mình đi về đó. Thành ra Ngọc nói là nó rất là không có cái vấn đề gì mà gọi là nghiêm trọng, nếu như cơ thể mình khỏe mạnh mà mình có thể làm được điều đó, không có gì hết. Một cái điều nữa mà nghĩ các cô chú anh chị em có thể gọi là thắc mắc là khi mà mình cho hiến máu thì có cái nguy cơ gì mà mình bị viêm nhiễm những cái bệnh mà về máu hay này kia không, thì như Ngọc đã nói ở trên, ở Mỹ này khi mình đi vào, khi mà người ta làm vấn đề gì mà gọi là châm chích mình mà ảnh hưởng tới ven, tới máu rồi này kia đó, thì luôn luôn là người ta sử dụng một cái bọc mà cái gọi là cái kit đó, có những cái kim hay này kia, mọi thứ đều mới mẻ hết, hoàn toàn là khử trùng sát trùng, tại vì nó mới mẻ hết đó, chứ không có dùng lại đồ cũ. Thật sự Ngọc không biết ở Việt Nam thì như thế nào, thành ra Ngọc không có thể mà nói gọi là tóm gọn lại luôn là ở Việt Nam, Ngọc không có thể nói được điều đó. Nhưng Ngọc biết chắc ở Mỹ này, tất
cả mọi bệnh nhân mới làm vấn đề gì mà có châm chích vào trong cơ thể của mình mà đụng tới máu này kia đó, thì mọi thứ đều làm mới hết, cây kim mới, mọi thứ đều mới hết, chứ không có vấn đề mà sử dụng lại những cái kim cũ. Cho nên cái cơ hội mà nói mình bị nhiễm trùng, những cái vấn đề mà về nhiễm trùng đó là có thể nói là hoàn toàn không, hoàn toàn không. Cho nên các cô chú chị em mình không cần, không nên lo lắng về cái vấn đề đó, hoàn toàn là không đó. Và một cái việc mà có thể xảy ra nữa sau khi mình hiến máu đó là cái chỗ mà khi người ta, tại vì người ta phải cần vào trong máu thì người ta chích vào trong cái ven, cái mạch máu của mình để người ta mới lấy máu ra từ đó, thì khi ở ngay chỗ cái điểm mà người ta chích cái cây kim đó đó, có thể là nó có vết bầm, sau khi mà người ta rút cái đó ra có thể có vết bầm, hoặc là khi người ta rút ra rồi đó thì đôi khi có thể máu nó có thể chảy ở đó một chút, thì thường á là người ta sẽ đè cái tay và bỏ cái cục bông gòn đó và người ta rịch lại đất, là gọi là tạo một cái áp lực mạch lên ở chỗ đó để cho từ từ á, là cái blood clot đó, tức là cái máu mình từ từ nó sẽ clot lại chỗ đó để mà nó làm cho máu không chảy ra nữa đó. Nhưng mà nếu như mà mình mà bị mà sau khi người ta làm vẫn như vậy đó, thì mình cứ tiếp tục đè ở đó cho mạnh và đưa cái tay của mình lên cao là một cách để mà mình ngăn ngừa cho máu nó không có chảy xuống đó nữa. Thì khi mình giơ cái tay lên như vậy và mình đè vào ngay chỗ mà cái cây kim đó, thì khoảng cỡ vài ba phút thôi, đại khái là mình giúp để mà giữ cái thời gian để mà cho những cái tiểu cầu rồi đó nó đi tới ngay cái chỗ mà bị kim châm kim chích đó, nó sẽ thành cái blood clot đó. Thì trong trường hợp này là cái sự đông máu là sự cần thiết đó, thì mình đưa cái tay cao lên đè cái mạnh vào cái chỗ đó khoảng 2-3 phút thôi, thì sau đó là cái blood clot nó sẽ hình thành, và khi nó hình thành rồi á thì mình có thể nhẹ nhàng bình thường trở lại, không có bị chảy máu nữa. Trừ khi mà có một số trường hợp mà rất là hiếm mà có thể xảy ra vì cái lý do gì đó đó mà nó vẫn tiếp tục chảy đó, thì thường những cái nhân viên mà chỗ mà lấy máu đó đó, người ta sẽ kiểm tra, người ta coi mình trước khi người ta mình đi ra, cho nên thành ra mình không có lo. Nếu như mà ở đó mà đã ok rồi thì không có lý do gì mà không ok sau khi đó hết. Dùng khi mà nó vì cái lý do gì đó mà nó xảy ra đó thì mình có thể gọi người ta đó, hoặc là nó xảy ra ngay ở đó thì người ta sẽ biết cách cần làm những gì cho mình, thành ra mình không cần phải lo lắng về cái vấn đề đó. Thì Ngọc chia sẻ trong cái video này về những cái điều tốt, ý nghĩa mà đem đến khi mình hiến máu. Ngọc rất là động viên các cô chú chị em mình làm cái điều này nếu như mình có thể. Nếu như những cái thông tin gì trong này mà các cô chú chị em mà thắc mắc, hay là cụ thể riêng cho cái trường hợp của mình đó muốn hỏi Ngọc, thì cứ nhắn tin cho Ngọc, Ngọc sẽ giúp trả lời. Trước khi Ngọc ngừng cái video thì Ngọc muốn nói một cái điều này nữa là trên cái trang mà cái kênh của Ngọc đó, Ngọc mới sắp xếp lại và có rất là nhiều cái điều mà khi mở ra sẽ thấy rõ ràng để cho các cô chú chị em mình dễ dàng thấy được những cái điều gì mình cần muốn xem. Thì nếu như có rất là nhiều cái video trong đó rồi thì nên bấm vào trong cái chỗ mà có cái hình của Ngọc đó, nó sẽ hiện lên cái kênh toàn bộ mọi thứ. Và bây giờ Ngọc sắp xếp lại thì nó rất là dễ dàng để cho mình thấy những cái điều mà mình muốn xem. Thì hãy vào đó ủng hộ cho Ngọc. Cũng như nếu như các cô chú chị em mà chưa đăng ký vào kênh, giúp Ngọc đăng ký vào kênh để cho cái kênh nó phát triển ngày được mạnh hơn và thông ấp cho Ngọc, để nó truyền tải là thường xuyên hơn, chia sẻ đến với nhiều người hơn giúp Ngọc. Thì Ngọc xin dừng ở đây.